Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ trở lại với các bạn qua một cái clip nhanh. Nói chung là chia sẻ cho các bạn nắm một số thông tin thôi các bạn. Thì như các bạn biết là một năm trước á, Phương có làm hai clip để Phương giới thiệu cho các bạn về một cái ứng dụng thuê xe tự lái rất là hay. Đó chính là cái ứng dụng Zoomca. Thì ngày hôm nay nè các bạn, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 thì Phương mới nhận được email của thông báo từ phía Zoomca là chính thức Zoomca đã rút chân ra khỏi thị trường Việt Nam. Có nghĩa là ngưng toàn bộ việc hoạt động ở thị trường Việt Nam. Thì muốn chia sẻ đến cho các bạn biết là vì sao mà Zoomca nó phải tự rút ra khỏi thị trường Việt Nam. Thì đối với Phương là một người mà trải nghiệm qua cái dịch vụ mà thuê xe tự lái từ phía Zoomca các bạn, thì Phương thấy đây là một cái ứng dụng nó rất là hay nha. Nó rất là hay, nó tiết kiệm được rất nhiều khoảng thời gian cho người sử dụng app. Ví dụ như đặc biệt là Phương, bây giờ Phương thuê xe, Phương có lộ trình sẵn, Phương thuê từ giờ này tới giờ đó, nó nhảy ra giá tiền cụ thể và xe được giao tới tận nơi đó. Thì mọi thủ tục đều giải quyết qua bằng online hết. Có nghĩa là các bạn khi mà đăng ký tài khoản của Zoomca là mọi thủ tục mà từ bằng lái cho tới căn cước công dân cho tới giấy tờ tùy thân của các bạn đều thông qua cái kiểu là chụp hình hết, online hết. Thì có cái bất lợi của cái app Zoomca các bạn là các bạn sẽ trả tiền trước khi các bạn nhận xe. Đây là cái vấn đề nó hơi khó ha. Có nghĩa là các bạn trả tiền trước, các bạn nhận xong rồi tới ngày các bạn mới nhận xe. Đó. Và hai lần trải nghiệm thì Phương biết đây là một cái ứng dụng mới đầu thì nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải từ từ nó mới tốt lên được các bạn. Thì hai lần sử dụng các bạn đều giao xe không có đúng hẹn, và rất là nhiều khách hàng sử dụng app Zoomca các bạn đều bị cái trường hợp như Phương luôn. Thậm chí có một cái anh khách hàng nọ, ảnh thuê xe các bạn tới giờ rồi mà ảnh liên lạc kiểu gì cũng không ai trả lời ảnh. Anh thấy được clip Phương ở trên kênh YouTube các bạn, anh gọi cho Phương, anh hỏi Phương giờ có cái cách nào không, Phương cũng bó tay. Thì trong xuyên suốt hai clip là Phương đã nói rồi. Nghĩa là bên phía Zoomca cái sự chuẩn bị của họ không được tốt lắm. Một phần là do biết sao các bạn biết không? Là họ không có chủ động được xe, tại vì xe á các bạn, chủ xe vẫn giữ. Khi mà có khách đặt xe rồi thì họ mới nổ thông báo cho người chủ xe. Còn cái việc mà giao xe đúng hay không đúng thì nó lại lệ thuộc vào chủ xe nữa các bạn. Và cái kế đến nữa là cái ưu điểm đó các bạn, thì Phương thấy là về cái giấy tờ nó rất là hay. Online hết, check hết. Không có cọc, không có cọc tiền hay phát sinh này nọ đồ. Thì tuy nhiên sau khoảng gần hơn một năm hoạt động thì có vẻ là với cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì có vẻ như là cái nội dung mà thuê xe tự lái các bạn nó càng ngày nó càng trở nên khó hơn. Thì chính thức là ngày hôm nay là Zoomca đã out rồi. Vậy thì Phương làm cái clip này một phần là Phương lên kênh của Phương để cho các bạn về cái nếu mà các bạn mà có search được, mà có xem được hai cái clip mà Phương giới thiệu về cái ứng dụng Zoomca thì các bạn xem như là một phần kỷ niệm đi ha. Phương sẽ viết một cái comment và Phương ghi ở trên đầu để cho các bạn biết là khi xem những cái clip đó các bạn biết là bây giờ là cái app này đã ngừng sử dụng rồi. Các bạn sẽ không sử dụng được nữa. Rồi, trở lại thì mình phải chia tay, mình phải cái gì nó ra đi thì mình phải chia tay thôi. Thì bây giờ mình phải bắt đầu một cái app mới. Thì cái app này các bạn thì nó đã xuất hiện ở trong nước mình cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên Phương cũng chưa trải nghiệm và Phương sẽ trải nghiệm nó trong một khoảng thời gian sớm nhất. Thì cái app mà cho thuê xe tự lái hiện tại bây giờ Phương thấy cũng khá là mạnh đó các bạn. Đó chính là Mi Auto. Thì trước khi mà nó có Zoomca các bạn thì Mi Auto nó đã xuất hiện trước Zoomca luôn. Và Phương cũng vào ứng dụng Phương xem này nọ đồ thì Phương thấy cái thủ tục của nó hơi rườm rà hơn so với Zoomca. Cho mình thấy được chiếc xe nè. Chiếc xe mà các bạn sẽ thuê luôn nha. Mà là một chiếc xe mà khi mà các bạn thuê đến là đúng là chiếc xe đó, hình ảnh đúng chiếc xe mình thuê luôn. Cái thứ hai là sẽ cho mình có thể là tương tác trực tiếp đối với chủ xe.
thì đây cũng là một cái hay. Phía bên Zoomca thì không có, phía bên Zoomca là mọi việc là các bạn chỉ làm qua đội đội vận hành thôi. Còn phía Miauto các bạn làm giống như nó tương tác giúp mình, giúp người thuê có thể kênh tác được trực tiếp với chủ xe. Đây là một cái hay. Rồi, cái kế đến thì cái giá tiền thì Phương cũng thấy khá ok luôn, vẫn đầy đủ các mã khuyến mãi rồi cái chương trình khuyến mãi từ phía bên ứng dụng Miauto cũng khá là tốt. Cái kế đến là cái thủ tục và cái giấy tờ. Nó nằm cái vấn đề ở đây nè các bạn. Thì trước khi lúc mà Phương xem á, cái thời đó thì nó Phương chưa có rộn lên cái vụ mà căn cước công dân thì giấy tờ nó hơi khó khăn. Thì sau này các bạn, sau này thì mọi thứ là hôm bữa Phương mới vào app, cái app Miauto đó là Phương xem, Phương thấy là cái thủ tục là chỉ cần có là bằng lái với căn cước công dân đối chiếu ha. Có nghĩa là khi mà các bạn tới lấy xe của chủ xe thì các bạn trình cho bên chủ xe xem. Và có một cái vấn đề đó chính là các bạn phải cọc đó. Cọc tiền thì nếu là 15 triệu và nếu mà các bạn cọc xe thì các bạn phải đưa một chiếc xe có giá trị hơn 15 triệu kèm với cả vẹt xe cho chủ xe, cái chủ xe hơi mà các bạn thuê để họ giữ. Đó. Thì đây là một cái kiểu mà thuê xe nó rất là truyền thống các bạn. Thì trong nước mình hiện tại bây giờ mà các bạn đi thuê xe bằng những cái dịch vụ hay những cái công ty nhỏ lẻ mà chuyên cho thuê xe tự lái á, thì đây là một cái hình thức mà nó không mấy gì lạ lẫm. Đó. Thì lúc mà Zoomca nó mới ra các bạn thì Phương thấy cái này nó hay hơn những cái app khác là cái chỗ đó. Có nghĩa là không có cọc khiết gì hết. Hình ảnh rồi tài liệu rồi lột hình ảnh rồi giấy tờ của mình đã được chuẩn hóa hết rồi. Đó, vì các bạn là chọn bút xe thuê xe rồi các bạn phải trả tiền trước tới ngày các bạn nhận xe. Xong rồi các bạn trả, nếu mà các bạn chạy lố thì phát sinh thêm tiền các bạn trả. Vậy thôi, nó không có phát sinh cọc hay là giữ giấy tờ này giữ giấy tờ nọ. Thì cái ứng dụng Miauto các bạn, nó hay ở cái chỗ là nó sẽ cho các bạn biết được xung quanh cái nơi bạn ở có xe nào gần các bạn hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ứng dụng vẫn sử dụng được mã khuyến mãi, vẫn có nhiều chương trình khuyến mãi. Khi mà các bạn thuê một chiếc xe các bạn cũng vẫn được giảm giá áp dụng mã đầy đủ ha. Và cái kế đến nữa là nó có nhiều loại xe hơn. Đó, bên Miauto các bạn thì Phương thấy xe nó nhiều hơn bên phía Zoomca. Đó. Và cái khó của cái app Miauto các bạn là Phương thấy đó chính là cái thủ tục, như cái chỗ mà nãy Phương nói là phải các bạn phải cọc lại. Ví dụ như nếu mà các bạn không có xe gắn máy chính chủ thì các bạn phải cọc số tiền là 15 triệu. Còn xe máy thì cái xe máy thì có giá trị tương đương. Ha. Giấy tờ thì bây giờ nó đã rút ngắn gọn lại rồi nha các bạn. Các bạn có thể là bằng xem đưa giấy tờ gốc cho chủ xe đối chiếu, đó là chứng minh căn cước công dân rồi bằng lái xe, passport rồi cà vẹt xe máy và chiếc xe máy đó. Thì Phương hẹn các bạn ở trong tương lai gần đi. Trong tương lai gần thì Phương sẽ thuê xe ở trên app Miauto, Phương sẽ làm một cái clip review nó nhanh gọn hơn ha. Còn hôm nay thì làm một cái clip này để thông báo cho các bạn biết là chính thức là cái app Zoomca nó đã ra đi rồi. Đây là một cái ứng dụng gọi xe, nói chung một cái ứng dụng cũng riêng, cũng về cái mảng xe đã ra đi. Một cái mảng cái ứng dụng thứ hai, cái ứng dụng đầu tiên là cái ứng dụng Uber các bạn. Thì do tình hình kinh tế với lại một phần nữa là cái thị trường Việt Nam có lẽ nó không hợp trong cái xu thế là thuê xe tự lái ha. Thì clip hôm nay Phương muốn thông báo đến cho các bạn vậy. Hẹn các bạn ở một clip gần tới, đó chính là clip review về ứng dụng gọi xe Miauto ha các bạn. Còn bây giờ xin chào.